sang năm 2022 Nhâm Dần ấy, thì hai cái tuổi nào là phải chú ý cẩn thận nhất? Thì trong năm 2022 này thì có hai cái tuổi, tuổi Tý với cả tuổi Ngọ, là năm nay hay có nhiều sự kiện liên quan đến sức khỏe về gia đạo. Tại sao lại thế? Bởi vì là tuổi Tý Sửu Dần đấy, thì tuổi Tý đến năm Dần thì sẽ phạm sao tam môn đấy, chỉ sợ là trong nhà là hay có người ốm đau, người thân ốm đau, có thể là tăng ma bối rối, hay dễ có người mất đấy, nên là phải cẩn thận. Người tuổi Tý thì năm nay đến năm Dần thì cũng có thực thần xung quan, thường rất hay có lộc về đường ăn uống, hay được bạn bè người thân mời đi ăn liên hoan tiệc tùng nhiều, cũng lợi về đường tiền bạc, thường là tiền bạc thì rất là ổn định, hay có nhiều, hay có thể là có thêm một hai, cũng có thể là có thêm một hai cái nguồn thu nhập phụ nữa, có thể là do mình làm thêm cái nghề phụ gì đấy tay trái. Đấy, thứ hai là cái người tuổi Tý năm nay thì tuy có tang, nhưng mà năm nay thì nếu mà là nữ, nếu mà cầu con cái thì cũng có thể khá là tốt, dễ sinh đẻ. Nếu mà người nào đang bầu thì cũng, nếu mà đẻ con trong năm 2022 thì nói chung có phần thuận lợi đấy, thì nó chỉ xấu về đường gia đạo thôi, cũng đề phòng là sức khỏe người già trong nhà, nếu mà có ai đang ốm đau thì cũng nên là cẩn thận lưu tâm. Người tuổi Ngọ thì năm nay là đi đến đất Dần thì sẽ là đất của Bạch Hổ của người tuổi Ngọ, thì năm nay là cũng hạn chế là đi xa, hay là hạn không nên làm việc ở những cái môi trường nó quá nguy hiểm, đề phòng an toàn trong lao động, cũng không nên đi du lịch đến những cái nơi mà kiểu như vách núi treo leo hoặc là nó dễ té ngã va chạm, nhất là tầm tháng 1 là cái tháng Tết ấy. Đấy thì cũng không nên, cũng tránh bia rượu, cũng tránh đi lại trên đường vào đêm khuya. Nhưng mà người tuổi Ngọ năm nay đi đến đất Dần thì được cái là năm nay là đất của Ấn Tinh, nên là thường là hay được quý nhân yêu ái giúp đỡ, ở nhà thì cũng hay được lòng bố mẹ hay giúp đấy. Với cả người tuổi Ngọ thì được cái là ấn thì nó sẽ sinh cho mệnh, bởi vì Ngọ nó thuộc hành hỏa mà Dần nó thuộc hành mộc đấy, cho nên là mệnh thì năm nay mệnh được sinh nên mệnh khá cường, nên năm nay đi vào đất Bạch Hổ thì cũng không đáng ngại lắm, có thể nếu mà thương tật ngã ngại hoặc là thú dữ tấn công thì nó cũng nhẹ thôi, nó cũng giảm được một vài phần, cho nên là nó cũng không đáng ngại lắm. Nhưng mà mình cũng nên cẩn thận, cũng nên phòng còn hơn là để phòng tránh, còn hơn là để cho nó xảy ra rồi thì nó lại khó xử lý. Đấy, nhìn chung là thứ hai là tuổi Ngọ thì cũng tam hợp với Dần thì năm nay năng lượng cũng khá là mạnh, nên là thường là tự nhiên là trong người thấy cảm giác mình làm việc nó hiệu suất hơn, tích ra ngoài mình hay thích thể hiện cái tôi của mình hơn. Đấy là một vài nét đôi lời về tuổi Ngọ năm nay. Nói chung là mọi người muốn mình chia sẻ thêm cái tuổi con giáp nào ấy thì mọi người có thể là comment xuống bên phía dưới. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.